Hello, xin chào các em. Hôm nay chúng mình sẽ học bài đầu tiên của chuyên đề đầu tiên, đó chính là bài Pronunciations, nằm trong chuyên đề ngữ âm của chúng ta. Và đây sẽ chính là cái phần đầu tiên của trong tất cả các bài kiểm tra, đó chính là bài kiểm tra về phát âm. Thì trong cái bài này thì cô Lê sẽ hướng dẫn các bạn cái cặp âm mà chúng ta hay nhầm, cũng như là các âm câm hay gặp. Thế thì ở trong tiếng Anh thì hoặc là trong chương trình của mình ấy, thì mình có các cái cặp âm hay nhầm, ví dụ như là cái phần mà phát âm đuôi S ở các cái phần động từ hay là các cái danh từ số nhiều ấy, thì chúng ta có ba cách đọc, đấy là z, s và is, đúng không? Thì ở trong cái phần này cô cũng phân biệt cho các bạn. Thứ hai đấy là cái phần đuôi ed thì chúng mình cũng có ba cách đọc, đấy là t, d và it. Thì ở trong này chúng mình cũng sẽ phân biệt ba cái âm này. Sau đó thì là cặp âm nguyên âm e và e, âm e bẹt. Đấy, rồi là cặp âm a dài và âm a. Thường gặp chữ a thì chúng ta hay đọc là a. Thế nhưng mà có những lúc chúng ta đọc là a, đúng không? Âm a dài. Rồi là chúng mình có âm o và âm a. Thường là gặp chữ u hoặc là chữ o ấy, thì mình cũng hay đọc như thế. Đấy, thế thì có hai cách là o và a. Cái này là a ngắn nhé, a, và cái này là a dài này, a đọc dài ra, đúng không? Rồi thế nên nói chuyện dài ngắn thì chúng mình lại cũng có hai cặp âm dài ngắn mà cũng hay nhầm với nhau, đấy là âm u dài, âm u ngắn và âm u dài. Âm u ngắn thì mình đọc nó ngắn và âm u dài mình đọc nó dài, đương nhiên là như thế rồi. Thế nhưng mà cách đọc cụ thể như thế nào thì khi nào mà vào đến phần đấy thì cô sẽ hướng dẫn nhé. Và tương tự thì y dài và y ngắn cũng thế, đúng không? Rồi mình có phụ âm thì mình có những cái phụ âm hay nhầm như là âm sh và âm s, hay trong tiếng Việt của mình hay gọi là sờ nhẹ với cả sờ nặng đấy. Đấy, xong rồi là âm nữa đấy là âm cái khi mà mình gặp cái chữ th thì có hai cách, một đọc là s, hai đọc là d. Đấy, thì hai cách đọc này cũng là hai cái mà người ta hay kiểm tra và đồng thời cũng là những cái âm mà chúng ta rất là hay nhầm khi phát âm. Thì chín cái cặp âm này đồng thời là cái phần số 10, đấy là cái phần liên quan đến các cái violet sounds hay còn gọi là những cái âm câm, tức là rõ ràng là có viết nhưng mà lại không đọc lên. Đấy, và những cái âm câm mà hay gặp trong các cái bài tập cũng như là các âm câm mà chúng mình vẫn thường gặp là cái gì thì ở phần cuối của cái bài của cô Lê sẽ hướng dẫn với các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái bộ âm đầu tiên, đấy là z và is. Mỗi khi mà học các cái bài mà liên quan đến phát âm nhá, thì các bạn chú ý là lưu ý nhìn kỹ vào cái cách mà cô phát âm nhá. Cô phát âm này, các bạn để ý cái âm đầu tiên này, z, nó giống như là kiểu cái tiếng con ong nó kêu ấy, z. Đấy. Cái thứ hai đấy là s, thì nghe nó giống như kiểu tiếng rắn. Còn cái thứ ba là is thì nó khác hẳn rồi, đúng không? Thì chúng ta cũng không cần phải nghĩ cách là đọc giống cái gì nữa, đúng không? Là is vậy thôi. Vậy thì chúng ta có ba cách này, và ba cách này thì chúng ta phân biệt với nhau như thế nào? Thường ấy, như cái phần mà đuôi s thì chúng ta sẽ có cách đọc như vậy. Và nếu như mà động từ hoặc danh từ mà kết thúc bằng những cái phụ âm vô thanh như là đó, thì cái phần đuôi s hoặc là es thì mình sẽ đọc là s. Đó chính là cái ở phía giữa ấy. Ví dụ như là cô có động từ nhá, hay là danh từ cũng thế, work, chúng ta đọc là work, work, thì cái âm cuối cùng của âm ending sounds của cô là k, đúng không? K. Và vì thế nên là cái phần đuôi s mình sẽ đọc là s, works, works. Các bạn nhớ nhá, không phải là works không thôi, mà là works. Đó, works, đúng không? Rồi là stop, stop, nó cũng là một cái âm phụ âm vô thanh đó. Đó, thì chính vì thế nên là chúng ta cũng đọc cái phần đuôi s đấy là stops, stops. Đó. Rồi là laugh. Mặc dù cái chữ laugh thì nó kết thúc bằng gh như thế này, nhưng mà bản chất cái chữ gh này mình đọc là f, đúng không ạ? Chính là cái âm này này. Đấy. Thế thì chính vì thế nên là chúng ta cũng sẽ đọc cái phần từ cười, hoặc là cái từ cười này khi mà chúng ta chia ở ngôi thứ ba số ít hiện tại đơn ấy, mình thêm s vào thì mình đọc là laughs, đúng không? Rồi tương tự với kicks cũng như vậy, đúng không? Kicks thì giống như works, đúng không? Cũng có kết thúc bằng k và mình sẽ đọc là s. Tiếp theo thì nếu như mà những cái động từ hoặc là danh từ mà kết thúc bằng những phụ âm hữu thanh như là s, sh, rồi ch, z và j, thì mình sẽ phát âm đuôi s hoặc là es là
is. Bạn đọc theo cô nhé, is. Đấy. Thì mình sẽ có ví dụ như là kiss thì kết thúc bằng s, đúng không? Kisses, kisses. Đó. Danh từ hoặc là tính danh từ hoặc động từ thì đều là kiss thôi, và chúng ta sẽ có từ kisses. Rồi watch nó kết thúc vào âm ch, kết thúc vào âm ch thì chúng ta cũng sẽ đọc cái phần đuôi es là is, watches, watches. Practice, practice. Chúng ta đọc là practice, đúng không? Thì mình cũng đọc là practices, practices, đọc là is. Thế còn đâu những cái nguyên âm hoặc là những cái phụ âm hữu thanh còn lại thì chúng ta sẽ đọc cái cách mà phổ biến nhất, đấy là phát âm cái phần đuôi s và es, đó là z. Đó, ví dụ như mình có là plays, amuse, signs, becomes. Đó, thì tất cả những cái này thì chúng ta sẽ có cái cách phát âm, đấy là mình đọc là z, z. Đó, thì chúng ta có cái cách mà đã phân biệt của ba âm z, z và z như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái cặp thứ hai, đó chính là bộ ba thứ hai, đó chính là âm t, d và t. Và dễ dàng các bạn nhận ra đây là cái cách đọc khác nhau của cái phần đuôi âm ed khi mà chúng mình chia động từ có quy tắc ở quá khứ đơn hay phân từ hai, thì chúng ta thêm ed, đúng không nào? Và ed này thì cũng là cái người ta rất hay kiểm tra đến, và chúng ta sẽ nhìn cho cô vào cái bảng này nhé. Đầu tiên đấy là những cái từ nào mà có cái phần đuôi ed đọc là it, thì những cái động từ mà nó kết thúc bằng t và d thì chúng mình sẽ đọc là it. Ví dụ như là mình có này, visited, visit, visited, want, wanted, need, needed, mend, mended. Tất cả những cái từ nào mà kết thúc bằng âm t hoặc là âm d thì chúng ta sẽ đọc là it. Thế còn đâu là chúng ta có hai trường hợp ngoại lệ nhé. Các bạn lưu ý cho cô hai trường hợp ngoại lệ, đó chính là từ wicked, wicked và từ naked, naked. Thì hai từ này là hai từ mà chúng ta kết thúc không phải là t và d nhưng mà vẫn đọc là it. Có hai từ thôi, wicked và từ naked. Wicked là trong cái chương trình hồi lớp 8 của mình học bài folk tales ấy, tức là nói đến những người rất là độc ác. Còn naked thì nghĩa là trần truồng. Đó. Rồi cái âm t thì nếu như mà động từ mà kết thúc bằng các cái đuôi như là s, f, p, sh, ch và k thì chúng ta cũng sẽ để cái phần đuôi ed đọc là t. Ví dụ như mình có này, fax, fax kết thúc bằng s, đã thì faxed, passed cũng thế, passed, laugh kết thúc bằng f, laughed này, stop, stopped, wash, washed, watch, watched, look, looked. Đó. Thì đấy cũng là cái mà chúng mình dùng để phân biệt âm it và âm t. Thế còn đâu lúc nào thì mình đọc là d? Thì cái mà đọc là d ấy, thì những âm còn lại, tất cả những cái âm mà những cái động từ mà kết thúc bằng những cái âm còn lại không phải nằm trong những cái âm trên thì chúng ta sẽ đọc là d. Ví dụ như là âm từ answered kết thúc âm r, đúng không? Thì là mình sẽ đọc answered, played, begged, allowed. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cặp số 3. Cặp số 3 đấy là âm e và âm a. Nào các bạn để ý nhá, bạn nhìn này, âm e, e. Khi mà nói chữ e thì mồm cô bè ra, đúng không? Đấy, khi nói chữ e nhá, bạn nhìn thấy này, rõ ràng là chữ e thì mồm bè ra, còn chữ a e thì mồm mình lại tròn hơn. Đấy, bạn nhìn nhá, e, e. Đấy, còn a, a. Tức là cái chữ a e, một trong những cái âm mà rất là khó đọc trong tiếng Anh đấy là những cái âm mà âm e bẹt như thế này, hoặc là những cái âm đôi, bởi vì là trong tiếng Việt của mình ấy thì mình lại không có những cái âm mà nó lại để bẹt tiếng như thế này. Thế nên đấy là lý do vì sao mà rất là nhiều người đọc cái nhầm cái âm e bẹt này thành là âm e hoặc là thành a. Đấy, thế mà nhưng mặc dù như thế thì nó không phải như vậy, đúng không? Nó là a và e kết hợp với nhau. Bạn đọc a nhưng mà để mồm như chữ e, hoặc là bạn đọc e nhưng để mồm như chữ a, một trong hai cách đều được. Đấy, ví dụ như bạn đọc là a, a. Đấy, để mồm chữ a nhá, a. Đấy, bạn để mồm như chữ a nhưng mà đọc là e, còn cái chữ e kia thì đúng là như chữ e của Việt Nam mình ấy, là mình đọc e, e, mình bè miệng ra và mình đọc là e. Thế thì tại sao mà cái này hay nhầm? Thế các bạn chỉ cần nhìn là ví dụ này là thấy ngay này. Ví dụ như là nếu như
mà mình nói là cattle, cattle, cô bé miệng ra nhá, cattle, thì ấy, cái chữ mà chúng ta nói đến là cái ấm nước, cái ấm đun nước, đúng không? Nhưng mà nếu như mà mình là chọn là âm e bẹt mà mình muốn nói là cattle, cattle, thì lúc đó nó lại thành là gia súc rồi. Thế nên nếu như mà nói nhầm cái âm này ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, đúng không? Là chúng ta sẽ hiểu nhầm rất là tai hại, đúng không? Ví dụ như là sang nhà hàng xóm mà mượn cái ấm nước thì lại thành là người ta lại bê cả nguyên cả cái con bò hoặc là cái con trâu hoặc là con lợn nhà người ta ra, người ta cho mình mượn. Đấy, hoặc thậm chí người ta lại nghĩ là mình bị dở hơi tự nhiên đi mượn lợn nhà người khác, đúng không? Thì cái việc mà đọc phát âm chính xác ngoài cái việc làm bài tập ra còn giúp cho các bạn là để cho người khác người ta hiểu mình nói gì. Đó, và có một số các cái từ ở trong cái chương trình học của mình mà chúng ta người ta hoặc là người ta hay kiểm tra đến mà có những cái chứa cái âm này, ví dụ như là đại diện của âm e nhá, âm e thường này, thì mình có là recognize, recognize, rồi là expert, expert, depend, expressions, expressions, heavy, heavy, many, 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 chứ không phải là many nhá, many, ok. Âm ae hay còn gọi là me bẹt thì mình có manner, manner, rồi là narrow, narrow, không phải đọc là narrow mà cũng không phải đọc là narrow, đúng không, đó là narrow. Rồi là command, command, calculate, calculate, bankrupt, unhappy. Đó, thì đây là những cái cặp, đây là một trong những cái cặp âm mà hay xuất hiện trong các bài kiểm tra này. Tiếp theo chúng mình sẽ đến với cặp thứ tư, đó chính là cặp A dài và A. Thế thì thường khi gặp chữ A thì mình hay đọc như thế này. Thế thì A dài thì chúng ta sẽ mở miệng ra nhá, và mình sẽ tròn miệng đọc là A, A. Thế còn đôi khi mà mình đọc chữ A nhá, thì mình đọc là chữ E xong mình đọc chữ Y. Tức là cái âm mà nguyên âm đôi thì bao giờ cũng là hai cái nguyên âm ghép vào với nhau, đúng không? Thì E này, từ từ bên nào các bạn nhìn trước nhỉ? À, bên này nhìn từ trước đúng không? À, E này với Y đúng không? Khi ghép nhau với nhau thì mình sẽ có là E, Y này, A, E, Y, A, A đúng không? Ghép hai âm này vào với nhau. Vậy ban đầu ấy thì mình mở miệng ra để nói chữ E, nhưng mà sau đấy thì là mình thành chữ Y nên là sẽ nhỏ hơn. Thế nên là cái khuôn miệng khi mà mình nói cái âm A thì nó sẽ bè hơn so khi mà cả mình nói với cái âm A dài. Các bạn để ý âm A dài mình sẽ đọc là A, và mình kéo dài cái giọng của mình ra. À, thế còn và có độ vang. Thế còn đâu là âm A sẽ là A, A. À, các bạn thấy miệng cô bè ra chứ không phải là tròn như là âm A, đúng không? Đó. Và ở cái cặp này thì chúng ta cũng có xuất hiện những cái từ mà người ta hay hỏi đến. Ví dụ như là mình có từ guardian, enlarge, enlarge, apartment, darken, charming, starry, starry. Rồi, tiếp chúng ta có âm A thì mình có pronunciations, pronunciations, application, native, playground, purchase hoặc là purchase, nationality, nationality. Đó, thì đây là những cái từ mà hay gặp trong các cái bài mà chúng mình có thể gặp trong các cái bài của mà chúng ta, đúng không? Và hoặc là những cái từ tương tự như vậy. Đấy, các bạn lưu ý cho cô nhá, là khi mà mình nhìn qua ấy mà mình không rõ là đọc thể âm nào thì là mình cứ đọc nó lên, và khi mình để ý xem là cái miệng của mình khi mà đọc các cái âm này ấy nó khẩu độ như thế nào, thì cũng là một trong những cách để mình có thể lựa chọn xem là mình sẽ chọn nó là cái âm nào nhá. Tiếp tục cặp âm thứ 5 mà chúng ta cần phải lưu ý ở đây, đấy là âm O và âm A. Đây là trong cái cặp âm đầu tiên mà chúng ta học trong cái chương trình lớp 6, nhưng mà đến tận lớp 9 thì người ta vẫn hỏi thăm đến, hoặc thậm chí là thi vào 10 người ta vẫn hỏi mình đấy. Thì ở cái cặp này thì chúng tình thường là nó là âm, nó thường sẽ là gặp những chữ giống như là chữ O hoặc là chữ U hoặc là chữ O, U ghép vào với nhau, thì người ta cũng sẽ hay có cái cặp âm như thế này. Và cái chữ âm O thì sẽ là âm Ơ cộng với âm U, âm Ơ cộng với các âm U ngắn ấy. Âm Ơ này, U, Ơ, U, Ơ, Ơ, U, Ơ, đúng không? Ghép vào với nhau như thế. Thế còn đâu cái âm A thì nó rất đơn giản, nó không dài và không miệng, nó không tròn như là khi mình đọc âm A dài của mình miệng nó to rồi, đúng không? A, thế còn âm này chỉ cần A, A, nó chỉ mở vừa vừa thôi. À, nó rất là nhẹ nhàng và nó ngắn, tức là nó bật một phát thôi, chứ nó không kéo dài cái âm này ra, đọc là a, à, a, à. Các bạn sẽ thấy hơi bị
và có cái phần bật ở dưới này đúng không ạ? À, đấy, nếu bạn nào mà để tay chỗ này à thì sẽ thấy cái độ mà rung ở trong cổ họng, còn nếu mà cái âm a ngắn thì mình sẽ là à, chỉ có bật một cái thế thôi. Đấy, thì hai cái âm này mình đọc như vậy nhá. À, và chúng ta cũng có những cái từ mà hay gặp trong cái chương trình của mình à, và cũng các bạn phải kiểm tra, đó chính là à, với âm O thì mình sẽ có cái từ kinh điển giống như từ follow đúng không? Follow, closure, hopeful, chosen, telephone, focus. Thế còn đối với âm A ngắn như thế này thì mình có những cái từ ví dụ như là discussions, countryside, publishing, wonderful, monthly, enough. Đó, thì các bạn thấy là thường nhất là cứ chữ O hoặc là chữ O, U hoặc là chữ U thì nó sẽ là dễ rơi vào hai cái âm này. Thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc để là khi nào mà chúng ta phải chọn âm nào. Thế thì các bạn thấy là âm O rõ ràng là nó cũng dài hơn và nó phải tròn miệng ra, O đúng không? O, chúng ta tròn ra sau đó thu miệng tròn nhỏ lại. Thế còn cái này là à, chỉ bật một âm rất là nhẹ thôi đúng không? À, tiếp cặp thứ 6 đó chính là âm U dài, à sorry, U ngắn và âm U dài. Thì các bạn thấy là ở trong tiếng Việt mình ấy thì chỉ có một âm thôi, đấy là âm U, chỉ có mỗi U. Thế nhưng mà cái U đấy ấy, của mình ấy, thì nó cũng không giống U ngắn mà nó cũng chẳng giống cái U dài ở đây. Bởi vì U ngắn đọc là ừ, ừ. Đấy, các bạn để ý cho câu âm U ngắn nhá. U ngắn cũng giống như cái âm A ngắn ấy, tức là chúng ta chỉ đọc cái khoảng thời gian nó rất là ngắn thôi và nó chỉ bật một cái ở trong cái phần họng của mình thôi, đọc là ừ, đó. Ờ, và nó giống như là kiểu mình nói chữ ư nhưng mà mình đọc chữ u, mồm để như chữ ư nhá, mồm để như chữ ư như này này nhưng mà đọc chữ u, ừ. Bình thường chữ u mình đọc là phải chu miệng lên đúng không, ừ đúng không, cô để nghiêng các bạn tự thấy nhá, ừ đúng không, chữ u bình thường mình để như này nhưng mà cái chữ u ngắn thì mình đọc là ừ, đó. Thì không hề có cái độ chu miệng ra, mình không tròn miệng lại mà mình bẹt miệng ra như chữ ư nhưng mà mình lại đọc là u. Đấy, thì mình sẽ đọc là ừ. Thế còn đối với âm u dài thì mình lại chu miệng ra và mình lại đọc dài hơn so với chữ u bình thường của mình. Chữ u bình thường mình chỉ đọc là u thế thôi đúng không, nhưng chữ này đọc là ừ. Đó, thì mình chu miệng ra nhá, ừ, và mình nói dài ra, mình thấy rung ở họng lâu một tí, ừ. Đó, và những cái từ mà mình hay gặp ở trong chương trình hay là trong các bài kiểm tra mà dính đến hai cái âm này, ví dụ như từ shoot à, bình thường mình ra mình có một số bạn hay đọc là shoot ấy nhưng không phải là shoot nhá, đọc là shoot look. Đấy, những cái từ cơ bản như thế này thôi mà rất nhiều người xa, không phải là look mà là look. Cushion. Một số người ấy khi mà đọc ấy thì hay đọc cái này thành cushion này, có người đọc là cushion này, có người đọc là cushion này, nhưng mà không phải nhá, đọc cái này là cushion. Rồi, booking, butcher, neighborhood, không phải neighborhood mà là neighborhood. Ok, chúng ta có từ conclusion. Âm u dài nhá. Conclusion. Woolen. Cube. Beautiful. Through. Routine. Ok. Đó. Tiếp theo cặp số 7 mà chúng ta sẽ xét đến, đấy là y dài và y ngắn. Thế ở đây không phải là về mặt chữ là y dài với cả y ngắn như ở trong tiếng Việt của mình đâu, mà đây là cách đọc nhá, mình gặp cách phát âm khác nhau. Thế thì các bạn để ý cho cô là cái âm mà y dài ấy thì đây này, các bạn thấy này, tức là các bạn nhìn vào cái phần đẩy sâu xuống của lower jaw hay còn gọi là hàm dưới ấy, cái lower jaw của mình ấy này, thì nhá, khi mà mình đọc âm y dài nhá, đọc là y đúng không, y, thì mình đẩy cái họ hàm dưới lên đọc là y đúng không, đẩy cái hàm dưới lên và đẩy ra phía trước y. Thế còn đâu ở khi mà mình đọc cái âm y ngắn này thì mình lại là đọc cái âm này nó nhanh và nó đẩy cái hàm dưới là y, mình đẩy cái hàm dưới một phát y đúng không. Đó, và đây là cái cặp từ kinh điển mà người ta vẫn hay so sánh với nhau. Đây mình có cái quyển sách cũng ngày xưa, có hầu như là tiếng Anh thì có cái quyển đấy là quyển
Shape or Shape đúng không? Cái quyển Shape or Shape này là cái quyển mà cô thấy ngày xưa bạn bè đi học tiếng Anh, học tiếng Anh có cái quyển đấy, tức là cái quyển mà dạy cho chúng mình phát âm và về những cái âm mà mình hay bị nhầm ấy. Thế thì ở trong cái chương trình của mình hay các bài kiểm tra thì chúng ta cũng sẽ có những cái cặp âm như là ví dụ như là please, thì ở tại hiện cho y dài này, rồi là believe, agreement, speaking, eager, leader. Thế còn ở mình ngắn thì mình có là homesick, business, downhill, economic, đúng không? Rồi là information, delicate, delicate. Đó. Thì đây là những cái từ mà có đại diện là âm y ngắn. Thế còn là tiếp theo cặp số 8 để bước sang phụ âm. Về phụ âm thì mình hay có hai cặp phụ âm hay nhầm. Một đấy là cái cặp sờ nặng, sờ nhẹ này đấy ạ. Và thì các bạn thấy là cái âm này nhá, thì mình thấy là một cái thì mình để ở lưỡi ở phía mặt trong của cái phần mà kẹp giữa hai hàm răng. Thế còn cái phần mà ở âm sh như thế này thì mình lại là cong lưỡi lên hàm ếch. Sau đó mình sh một cái đúng không? Giống như là các bạn thấy là cái âm này này thì nó sẽ giống như là khi mà mình muốn bảo người ta trật tự ấy, mình nói là sh, đó, sh, đó. Thế còn đâu cái phần cái âm sh này thì giống như là kiểu tiếng con rắn kêu ấy. Sh, đấy, ví dụ như thế. Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng ta phân biệt hai cái âm này. Thì hai cái âm này trông thì có vẻ như là rất là dễ để phân biệt với nhau, nhưng mà khi mà vào các cái từ vựng ấy thì mọi người lại hay bị nhầm. Đấy, ví dụ như là từ có từ emotion, chúng ta đọc là emotion chứ không phải là emotion. Emotion rất nhiều người đọc là emotion nhưng mà không phải như thế nữa. Nghe nó đã thấy không tâm trạng gì rồi. Emotion. Ok. Pressure. Pressure. Rồi sharpener. Communication, English, đúng không? Môn tiếng Anh của mình đây, đúng không? Rồi patient, hay là âm S thì mình có scientist, scientist, mistaken, mixture, mixture, fence, masterpiece, masterpiece, still house. Đó, thì những cái từ này là những cái từ mà chúng ta gặp khi mà nó có âm S và âm SH. Thế và cái cặp phụ âm tiếp theo mà cô đang giới thiệu với các bạn đấy là khi mà mình gặp cái chữ TH đấy, nhưng mà cô nói lúc nãy đấy, khi gặp mình chữ TH thì mình có hai cách đọc, một là hai là D. Đấy, thì các bạn để ý nhá, hai cái cách này nhá, thì ví dụ như là đây này, ví dụ điển hình, ví dụ như là từ thick, thick và these, these. Thế thì trong tiếng Việt mình ấy đọc là thờ, thờ đúng không? Cái chữ này gọi là chữ thờ. Thế mà trong tiếng Anh thì không có chữ đấy, mà trong tiếng Anh lại có hai cách đọc hoàn toàn khác và không giống hai cái chữ thờ của mình đúng không? Thế thế và cái cách đọc là như thế nào các bạn để ý này. Cái mà bạn đọc là voice sound, đọc là the thì bạn sẽ thấy có độ rung ở họng. Khi mà con phát âm cái chữ the thì con sẽ thấy là khi mà đặt tay ở họng này sẽ thấy the có độ rung này. Thế còn đâu cái âm thì hoàn toàn không thấy gì hết. Nó gọi là unvoiced sound hay còn gọi là âm vô thanh đấy. Unvoiced sound. Ở đây không thấy gì luôn. Chỉ có độ bật âm ở đầu, ở cái việc mà dùng lưỡi và hai cái hàm răng để bật âm thôi. Đấy. Cái âm này ấy, nếu mà nói ấy, là phải nói nhẹ nhàng mà nó cẩn thận, nếu không thì lá rất là hay dễ mà bắn nước bọt vào mặt người đối diện đấy. Đọc là đấy. Thế nhiều người bạn là học cái âm này nhá, bạn muốn là biết là có đúng cái âm này hay không, các bạn để một tờ giấy ở trước mặt. Thế xong bạn đọc là nếu cái tờ giấy nó bật ra thì tức là mình đọc đúng. Còn nếu mà cái tờ giấy mà nó cứ đứng yên the khi mình đọc the thì chứng tỏ cái đấy là không phải là cái âm unvoiced sound này, đúng không? Và chúng ta sẽ có một số cái từ mà chúng mình hay gặp khi mà có hai âm này, ví dụ như là từ thoughtful, cloth, wealthy, enthusiasm, soften, breath, rồi either, bên này là either đúng không? Không phải either mà là either. Although, therefore, further, than và chúng ta có từ breathe. Ở đây là breath, các bạn để ý nhá, cùng mang nghĩa là thở và hơi thở, thì chúng ta có breath, đọc là breath đúng không? Cái này đọc là breathe, không phải là breather nữa, breathe đúng không?
Đó. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với cả những cái violent sounds, hay còn gọi là những âm câm thường gặp. Thế những âm câm thường gặp trong tiếng Anh thì chúng ta sẽ có là thường cái chữ là chữ H này, chữ B, chữ T và chữ K. Đây là bốn cái chữ trong tiếng Anh mà hay bị đọc thành âm câm. Thế ví dụ điển hình của chữ H đó là những cái từ mà khi mà đứng sau W trong cái từ để hỏi, ví dụ như là what, who, why, thì bạn thấy là rõ ràng là có chữ H đấy nhưng không phải là what, đúng không? Không phải what hay là who hay là why, đúng không? Mà chúng ta đọc bỏ luôn cái chữ H này đi và chúng ta đọc là what, who, why. Và là những cái từ này khi mà đứng đầu câu hoặc là khi mà nó đứng cùng với cả một cái phụ âm ở phía trước nữa thì cũng hay để là từ âm câm, ví dụ như là hour, honest, ghost hoặc là ghost, rồi rhythm, đúng không? Rồi từ bờ, chữ âm bờ, nếu như mà nó để cuối câu, chữ bờ này khi mà để cuối câu thì cũng hay đọc là âm câm, ví dụ như là lamb, thumb, comb. Rồi là khi mà rồi chúng ta có thể gặp những trường hợp như là từ trong sách của mình có như là plumber, climbing, doubt, đúng không? Và từ k và từ t cũng là cái âm, hai cái chữ này, cái chữ k với chữ t này cũng là hai cái chữ mà chúng ta hay bị đọc là âm câm nhé. Ví dụ như từ knife, not, knit, knowledge, hay là từ chữ chữ tờ mà đọc là âm câm này, often, often, Christmas, castle. Đó, thì đấy là những cái từ mà hay để là âm câm mà cũng hay xuất hiện trong các cái bài kiểm tra của mình. Trên đấy thì là cô Linh đã hướng dẫn các bạn là 10 cái âm hoặc là cặp âm mà chúng ta rất là hay gặp trong các bài kiểm tra khi mà chúng ta ôn thi học kỳ môn tiếng Anh môn lớp 9. Thế thì bài tập về nhà của chúng mình hôm nay đấy là các bạn sẽ ôn tập cho cô về cái phần này, và các bạn hãy ôn tập cho cô thêm về cái phần trọng âm để buổi sau chúng ta có thể hiểu bài về trọng âm tốt hơn nhé. Sau cái buổi học về trọng âm thì đương nhiên chúng ta sẽ có một cái bài kiểm tra liên quan đến hai học phần này, nên là cũng mong các bạn sẽ chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra đó. Buổi học hôm nay của chúng ta đây là kết thúc rồi, và cô Linh sẽ gặp lại các bạn trong những buổi học tiếp theo nhé. Goodbye and see you again.